Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Một vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ xảy ra hôm 8 tháng 7 bên ngoài khu vực thành phố Los Angeles, nước Mỹ đã khiến tất cả 6 người trên máy bay thiệt mạng. Máy bay thương mại Cessna C550 khi đang di chuyển từ Las Vegas đến gần sân bay thung lũng Pháp, Cessna C55 thì bất ngờ bị rơi. Thông tin về hành khách chưa được công bố. Theo các đoạn hình ảnh được ghi lại, chiếc máy bay đã bị thiêu rụi sau vụ tai nạn. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, chiếc máy bay Cessna C550 cất cánh từ Las Vegas và bị rơi gần sân bay Fresno Valley, cách thành phố Los Angeles của bang California khoảng 136 km về phía nam vào lúc 4 giờ 15 giờ địa phương. Đoạn video được truyền thông địa phương công bố cho thấy chiếc máy bay cỡ nhỏ bị cháy đen nằm trên cánh đồng đối diện với sân bay Fresno Valley. Dữ liệu radar từ trang web theo dõi chuyến bay FlyAware cho biết chỉ có một chiếc máy bay thương mại cất cánh từ Las Vegas đến Fresno Valley vào thời điểm đó. Chiếc máy bay đã lượn một vòng gần cánh đồng trước khi hạ độ cao. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Riverside nơi sân bay Fresno Valley tọa lạc thông báo chiếc máy bay đã chìm trong biển lửa sau khi lao xuống cánh đồng. 6 người được cho là đã chết ngay tại hiện trường tai nạn. FAA cho hay Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ điều tra vụ tai nạn. Ngày 23 tháng 6, một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở 6 người đã gặp sự cố và bị rơi tại tỉnh Highland, Papua, miền đông Indonesia. Ông Yusuf Latif, người phát ngôn của Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết, chiếc máy bay Grand Caravan do công ty PT Samuwa Aviasi Mandindi Samer vận hành đã rơi xuống một khu rừng rậm sau khi rời sân bay Elalim ở Yalimo. Ông Yusuf Latif xác nhận chiếc máy bay đã mất liên lạc vào sáng 23 tháng 6. Những người trên máy bay bao gồm phi công, một thành viên tổ bay và 4 hành khách. Trong quá trình tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay. Ông nêu rõ, các mảnh vỡ này được quan sát thấy từ trên không, hiện chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được hiện trường. Trước đó vào hồi tháng 5 năm 2023, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống khu vực dốc và nhiều cây cối tại Thụy Sĩ khiến phi công và 2 hành khách tử vong tại hiện trường. Theo AFP, cảnh sát địa phương thông báo một chiếc máy bay bị rơi ở khu vực miền núi phía tây Thụy Sĩ ngày 20 tháng 5 khiến 3 người trên máy bay thiệt mạng. Theo cảnh sát, chiếc máy bay cỡ nhỏ này đã rơi xuống một khu vực dốc và nhiều cây cối gần Pont de Martel ở bang Nochaten, Thụy Sĩ. Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 20 tháng 5, 17 giờ 20 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Cảnh sát nêu rõ, phi công và 2 hành khách đã thiệt mạng tại hiện trường. Chiếc máy bay xấu số được đăng ký ở Thụy Sĩ và đã cất cánh từ sân bay Trabzon ở gần đó để thực hiện chuyến bay tham quan. Lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, song địa điểm máy bay rơi có địa hình rất dốc khiến cho công việc trở nên phức tạp. Ngày 1 tháng 5, chiếc máy bay Cessna 206 chở 7 người gặp nạn trên hành trình từ Araraquara đến Sancho del Guaviare, thành phố trong khu vực rừng Amazon của Colombia. Thi thể 3 người lớn, trong đó có phi công được tìm thấy tại hiện trường. Đáng ngạc nhiên, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 em nhỏ mất tích 17 ngày sau vụ tai nạn máy bay trong rừng Amazon thuộc lãnh thổ Colombia. Điều tra cho thấy 4 đứa trẻ trong độ tuổi 4, 9, 13 và một em bé 11 tháng tuổi thuộc cộng đồng thổ dân Huy Toto sống sót qua vụ rơi máy bay và đã vào rừng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Giới chức lập tức mở chiến dịch hy vọng, triển khai hơn 100 binh lính, 3 trực thăng cùng chó nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm. Sau nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, quân đội đã tìm thấy 4 đứa trẻ mất tích sau vụ tai nạn máy bay ở Guaviare. Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 17 tháng 5 thông báo trên Twitter nói đây là một niềm vui cho đất nước. Khu vực 4 đứa trẻ bị lạc không có đường cao tốc cũng rất khó tiếp cận bằng đường sông. Những gốc cây khổng lồ cao tới 40 mét cùng động vật hoang dã và mưa lớn cũng khiến chiến dịch gặp nhiều khó khăn. Một trong 3 trực thăng cứu hộ trang bị loa phóng thanh hoạt động trong phạm vi 1.500 mét phát ra những thông điệp do bà của 4 đứa trẻ ghi âm bằng tiếng bản địa, lưu ý chúng ngừng di chuyển trong rừng để chờ giải cứu. Nỗ lực tìm kiếm được tăng cường sau khi lực lượng cứu hộ phát hiện một lán trú ẩn, được cho là do 4 đứa trẻ dùng kéo dây buộc tóc và cành cây dựng tạm.
Trước đó họ tìm thấy một bình sữa cho trẻ sơ sinh và quả dại ăn dở. Bốn đứa trẻ được tìm thấy có sức khỏe ổn định dù chịu một số vết trầy xước. Sau 17 ngày lang thang trong rừng, giới chức chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn. Phi công đã phát tín hiệu gặp vấn đề về động cơ máy bay vài phút trước khi gặp nạn. Người Colombia ở khu vực này thường di chuyển bằng các chuyến bay riêng do giao thông hạn chế. Theo tổ chức bản địa Colombia, ONIC, người Huitoto sống thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của rừng Amazon và bảo tồn các truyền thống săn bắn hái lượm. Tại Việt Nam, vào hồi tháng 4 năm 2023, chiếc Bell 505 số hiệu VN8650 dòng trực thăng mang lại trải nghiệm du lịch cao cấp trên vùng di sản Vịnh Hạ Long đã gặp nạn khi người cầm lái là một đại tá phi công gần 60 tuổi. Vụ tai nạn đã khiến phi công cùng 4 hành khách tử vong. Nhân chứng kể lại rằng máy bay phát ra tiếng động lạ có dấu hiệu mất lái, bay không ổn định trước khi lao xuống biển. Theo dõi vụ tai nạn hàng không với mức thương vong lớn, cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, nguyên hiệu trưởng trường đào tạo phi công bay Việt, đánh giá lực lượng cứu hộ không có nhiều cơ hội tìm được người còn sống khi phương tiện gặp nạn là một chiếc trực thăng. Với kinh nghiệm đào tạo lâu năm, ông Liên cho rằng lái trực thăng khó hơn, đòi hỏi nhiều kỹ năng của phi công hơn là lái máy bay cánh bằng. Giữa một chiếc máy bay cánh bằng chết động cơ và một chiếc trực thăng chết động cơ thì cơ hội sống sót trên máy bay cánh bằng cũng cao hơn. Nhận định của ông Liên là khách quan bởi dựa trên nguyên lý khí động học khác biệt giữa máy bay trực thăng và các dòng máy bay có sải cánh. Máy bay có sải cánh có thể luyện theo luồng khí và hạ cánh trên đường chéo trong trường hợp động cơ gặp trục trặc. Ví dụ, kinh điển của nguyên lý này là sự kiện máy bay A320 số hiệu 1549 của hãng hàng không US Airways hạ cánh xuống sông Hudson, New York, Mỹ vào năm 2009 trong tình huống cả hai động cơ phản lực ngừng hoạt động. Phi công của chiếc A320 này đã lợi dụng khí động học để đưa máy bay hạ cánh xuống mặt sông an toàn. 155 người, gồm cả phi hành đoàn, bị chấn động mạnh nhưng đều sống sót. Máy bay trực thăng do khác biệt về thiết kế khí động học gần như không thể luyện khi động cơ gặp trục trặc. Điều này khiến tốc độ rơi của nó ở mức cao và gây ra thương vong lớn. Theo cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, dù không thể luyện như máy bay cánh bằng, chiếc trực thăng vẫn có cơ may bảo toàn được sinh mạng hành khách dựa vào chế độ tự quay auto rotation được kích hoạt khi động cơ hỏng. Lúc này, máy bay tụt độ cao, luồng khí đi lên sẽ giúp cho cánh quạt chính tiếp tục quay và nhờ đó giảm tốc độ rơi. Chuyên gia này phân tích, tuy nhiên, điều kiện để auto rotation là chiếc trực thăng phải đạt được độ cao nhất định. Nói về các trang bị cứu sinh cho máy bay trực thăng, ông Nguyễn Nam Liên cho biết, hầu hết trực thăng không có phóng dù, tiếng Anh là ejection seat. Trang bị tối tân giúp cứu mạng phi công này hiện mới được trang bị trên các dòng trực thăng chiến đấu K-50, K-52. Theo ghi nhận của lực lượng cứu hộ, các nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường có mang theo áo phao, tuy nhiên họ đều tử vong sau cú va chạm của máy bay với mặt nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!